Hà Nội bổ sung 35 điểm giao thông tĩnh sau, mở rộng phố đi bộ. 35 điểm giao thông tĩnh được bổ sung nhằm phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân sau khi mở rộng không gian phố đi bộ. Ban chỉ đạo không gian đi bộ quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, để phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân, du khách trong những ngày tổ chức không gian phố đi bộ thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, quận Hoàn Kiếm và Sở Giao thông Vận tải đã cấp phép bổ sung 35 điểm mới trên các tuyến phố Trần Nhật Duật, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Tre, Trần Quang Khải, Hàng Chiếu, Cao Thắng, Thanh Hà và khu vực ngoài địa bàn phường Trương Dương, Phúc Tân. Tổng số điểm giao thông tĩnh được nâng lên 156 điểm với diện tích hơn 314.500 m². Đặc biệt, người dân trong không gian đi bộ sẽ được gửi xe miễn phí tại khu vực gầm cầu Trương Dương, hoặc người dân được phép dắt xe vào và phải để trong nhà, quản lý bằng việc in thẻ phát cho người dân. Đối với du khách, cơ quan chức năng sẽ tổ chức hướng dẫn gửi phương tiện tại các điểm trông giữ đã được bố trí sắp xếp. Ban chỉ đạo không gian phố đi bộ quận Hoàn Kiếm thông tin. Trước đó, quận Hoàn Kiếm đã công bố thông tin về việc mở rộng phạm vi không gian đi bộ mở rộng trên 8 tuyến phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đình Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ, đoạn từ chợ gạo đến ô Quan Trường. Ô Quan Trường gồm phố ô Quan Trường, khu vực ngã tư Hàng Chiếu, Thanh Hà và ba ngõ: Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc. Chủ trương mở rộng không gian phố đi bộ thủ đô được triển khai thử nghiệm từ ngày 25 tháng 12 để đánh giá, khắc phục những bất cập, vướng mắc. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, việc mở rộng sẽ được triển khai chính thức nhằm tạo sự kết nối với không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân, du khách. Bạn vừa theo dõi tin tức giao thông từ dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt. Dịch vụ do Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng phát triển dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo,